Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập. Hồi ký, tác giả Hoàng Đan, giọng đọc Hải Yến, số 10. Năm giờ sáng ngày 29 tháng 3, tôi gặp đồng chí Huy ở chân đèo Hải Vân, rồi cùng nhau bàn cách bố trí đội hình hành tiến chiến đấu. Do thời gian đòi hỏi gấp, với lực lượng hỏa lực hiện có, chúng tôi bố trí 7 xe tăng lội nước, chở thêm bộ binh đi đầu, vừa trinh sát vừa chiến đấu. Chiếc xe còn lại chở tôi và ban chỉ huy trung đoàn 18, sư đoàn phó Huy chỉ huy các tiểu đoàn bộ binh bám theo sau. 7 giờ 30 phút, chúng tôi tiến gần tới đỉnh đèo Hải Vân thì bắt đầu gặp địch. Chúng dùng súng máy 12 ly 7 và đại liên bắn chặn quân ta. Như phương án vạch sẵn, xe tăng ta triển khai đội hình chiến đấu, bộ binh xuống bám theo dãy đồi bên phải trục đường, tiến lên phía trước bắn hỗ trợ. Đồng thời, tôi điện cho pháo binh trung đoàn 84 bắn phá vào khu vực phòng ngự của lữ đoàn 258, lính thủy đánh bộ, ở các mỏm trên đỉnh đèo. Trước những loạt đạn bắn phá chính xác của hỏa lực pháo và xe tăng ta, bọn địch rối loạn hò nhau rút chạy. Lợi dụng tình thế thuận lợi, chúng tôi cho bộ đội vượt lên đỉnh đèo truy kích địch. Nhưng xe pháo của địch vứt ngổn ngang bừa bãi trên đường phía nam đèo, đã cản trở đội hình hành tiến. Đang loay hoay tìm cách thông đường thì đồng chí Huy dẫn hai đại đội bộ binh có 4 xe tăng đi kèm đã đuổi kịp chúng tôi. Anh Huy cho biết khi qua căn cứ Lăng Cô, quân ta phát hiện được 4 xe tăng địch còn dùng được, nhưng khốn nỗi không ai biết lái. Không còn cách nào khác, anh bèn gọi đám tàn binh đang đi thất thểu trên đường lại dò hỏi. Lập tức có 4 tên xung phong lái xe cho ta. Gặp được đồng chí Huy, lực lượng đột phá của chúng tôi tăng lên đáng kể, có hẳn 1 tiểu đoàn bộ binh và 12 xe tăng. Với lực lượng có trong tay, một mặt chúng tôi điện về phía sau thúc giục các trung đoàn của sư đoàn 325 phát triển lên thật nhanh. Mặt khác, hạ quyết tâm tiếp tục tiến vào thành phố. Tuy địch không chốt chặn cản đường gì lớn, chỉ có một vài toán chốt lẻ tẻ, nhưng nhiều đoạn bộ đội phải dừng lại tháo đẩy vật cản nên tốc độ phát triển chậm. Đến 10 giờ 30 phút chúng tôi mới tới được cầu Nam Ô, chân đèo Hải Vân Bắc Đà Nẵng. Đứng trước biển báo cầu chỉ chịu đựng được trọng tải 8 tấn, đại đội trưởng xe tăng Tần Ngần đề nghị tôi cho công binh mở bến vượt. Nghĩ ngợi giây lát, tôi quyết định cho đại đội xe tăng vượt qua cầu từng chiếc một. Lúc đội hình xe qua được hết cầu, đại đội trưởng xe tăng nhìn tôi nói: "Chẳng qua anh lại gặp may như sáng nay thôi." Tôi không bực mình vì câu nói thành thật của anh bạn trẻ mà còn từ tốn giải thích lại. Khi thông báo sức tải của một cây cầu để bảo đảm tuyệt đối an toàn và giữ cầu lâu bền, người ta chỉ đề sức tải bằng 1/3 sức chịu đựng thực tế. Xe tăng của ta 18 tấn qua cầu từng chiếc một sẽ không việc gì. Tất nhiên trong chiến đấu đôi khi phải mạo hiểm. Còn trường hợp sáng nay lại khác. Tôi tuy chưa nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật của xe tăng, nhưng cũng biết sơ bộ rằng khi xe xuống nước, nước dò dỉ vào bao nhiêu vì xe cũ, xe có máy bơm, bơm ra bấy nhiêu. Nếu sáng nay xe đầu tiên lội nước bị trục trặc thì ta phải tìm cách khác mà vượt, chẳng lẽ đành bó tay sao? Khi xe và bộ binh ta vượt qua cầu Nam Ô, tiến thẳng vào ngã ba đường 1, nhân dân hai bên đường ùa ra đón bộ đội rất đông. Mọi người vứt lên xe đủ thứ, nào thuốc lá, kẹo, bánh, nước giải khát và rất nhiều hoa quả. Đội hình phát triển trên đoạn đường bắc thành phố khá thuận lợi. Đúng 11 giờ 30 phút, chúng tôi gặp trung đoàn trưởng 66 sư đoàn 304 vừa mới đến. Qua báo cáo của cán bộ trung đoàn 66, tôi biết thêm trung đoàn 9 sư đoàn 304 đã chiếm được sở chỉ huy sư đoàn 3 ngụy. Dựa vào kinh nghiệm các chiến dịch khác, nhất là chiến dịch giải phóng Trị Thiên Huế, để chặn được bọn địch rút chạy phải nhanh chóng bịt chặt cửa biển, nơi rút lui duy nhất còn lại của địch. Sau khi hội ý với cán bộ có mặt ở khu vực sân bay,
chúng tôi quyết tâm đưa một số đơn vị của Trung đoàn 18 Sư đoàn 325 và Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 phát triển ra bán đảo Sơn Trà, số còn lại chốt giữ các vị trí vừa chiếm được. Được các chiến sĩ tự vệ thành dẫn đường, chúng tôi tiến theo đường gần nhất ra bán đảo. Đến cầu Trịnh Minh Thế, chúng tôi gặp cánh quân Sư đoàn 2 quân khu 5 từ phía nam phát triển lên. Các đồng chí cho biết trên cầu địch đã bỏ chạy. Chúng tôi lập tức cho xe và bộ binh vượt cầu sang bán đảo. Đúng 13 giờ 30 phút, cánh quân do tôi phụ trách đã vào đến căn cứ lính thủy đánh bộ của địch. Tại đây diễn ra cảnh hỗn độn khủng khiếp chưa từng có. Hàng vạn người, đa số là các sắc lính, đang chen chúc quát nạt la khóc ầm ĩ cả bến bãi lẫn các tàu thuyền đang hòng thoát ra biển. Để kìm chân chúng, tôi cho các xạ thủ Đại Liên trên xe bắn uy hiếp nới rộng từ giữa sông vào bờ. Nghe tiếng súng bắn chặn, hàng trăm lính trên các tàu thuyền xô nhau chạy lên bờ. Số trên bãi hò hét nhau chạy lên núi Sơn Trà. Trong chốc lát, mũi xe tăng tiên phong của ta chiếm lĩnh điểm cao cuối cùng trên bán đảo, khống chế toàn bộ số tàu chở đầy lính địch định thoát ra biển. Cùng lúc, tôi điện cho Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 phát triển vào bên trong, đánh chiếm dọc bờ sông bên núi Sơn Trà. Đến 15 giờ, một trung đoàn của Sư đoàn 2 quân khu 5 phát triển ra đông bán đảo Mỹ Khê, bắc sân bay nước mặn, chốt giữ. Khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 3 năm 1975, quân ta đã làm chủ hoàn toàn thành phố Đà Nẵng. Buổi tối, sau khi kiểm tra việc bố trí lực lượng, việc canh gác tuần tra và nhất là việc trực chiến bảo đảm không cho tàu thuyền lẻn rút chạy ra khơi, tôi định chợp mắt một lúc cho lại sức vì đã mấy ngày đêm không được nghỉ ngơi. Nhưng thật lạ, mặc dù thời tiết cuối tháng 3 ở đây rất mát, mặt trận cũng yên tĩnh, dù cố gắng thế nào tôi cũng không sao ngủ được. Trong lòng cứ dậy lên bao cảm xúc khác nhau. Mới cách đây vài tháng, còn lặn lội, giành giật với sư đoàn dù ngụy từng thước đất mỏm đồi trên dãy điểm cao 1062 Đông Thượng Đức, mà bây giờ làm chủ cả một khu căn cứ quân sự lớn nhất miền Trung. Mới trưa hôm qua còn vãn cảnh chùa Thiên Mụ bên dòng sông Hương, mà hôm nay đã ngồi ngắm cảnh sông Hàn. Thật đấy mà như mơ. Nhờ nắm bắt đúng tình hình ta địch và nhiệm vụ trên giao, đồng thời chọn đúng hướng tiến công chủ yếu, chọn đúng đối tượng và mục tiêu quan trọng, khi thời cơ xuất hiện, chúng ta đã tiến công nhanh, làm cho 10 vạn quân địch dồn về Đà Nẵng không kịp rút chạy. Sau này, qua cung tù binh, chúng tôi mới biết, ngày 28 tháng 3, khi Bộ Tổng Tham mưu ta ra lệnh cho các hướng bắt đầu tiến công vào Đà Nẵng, thì Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh vùng 1 Ngụy, cũng vội vã cho cấp dưới chuẩn bị rút chạy. Chúng tính toán nhanh nhất cũng 4-5 ngày nữa, ta mới có khả năng bắt đầu tiến công Đà Nẵng. Với thời gian ấy, chúng đủ sức rút đại bộ phận lực lượng vào phía trong trước khi ta tiến công, vì mỗi ngày theo đường không và đường thủy, chúng di chuyển được 1 vạn tên. Nhưng tình hình lúc đó đã khác. Chúng ta đã khẩn trương táo bạo xông tới, làm địch hoàn toàn bất ngờ và đã giành được thắng lợi lớn nhất. Sáng ngày 31 tháng 3, giữa lúc chúng tôi đang giúp chính quyền và nhân dân địa phương nhanh chóng ổn định tình hình trong thành phố vừa được giải phóng, thì nhận được lệnh của Bộ giao các khu vực lại cho các lực lượng vũ trang địa phương chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Ngày 1 tháng 4 năm 1975, trên các vị trí đứng chân ở ngoại vi phía tây thành phố Đà Nẵng, cả quân đoàn được thắng lợi to lớn ở Huế, Đà Nẵng, Tây Nguyên, cổ vũ, tràn đầy sức xuân, lại háo hức chờ lệnh lên đường chiến đấu tiếp. Giải phóng các tỉnh cực Nam Trung Bộ. Ngày 3 tháng 4 năm 1975, sau khi quân đoàn 2 chúng tôi ra vị trí mới chờ lệnh chiến đấu tiếp, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đà Nẵng đã họp phiên đầu tiên, cũng là phiên cuối cùng để tổng kết chiến dịch. Cho đến nay tôi cứ nghĩ, nói phiên họp đầu tiên và là phiên cuối cùng để tổng kết một chiến dịch lớn, tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn một quân khu với đủ các màu sắc lính kể cũng lạ. Nhưng sự thật
thì hoàn toàn như vậy. Ngày 25 tháng 3, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch. Nhưng do tình hình chiến sự lúc bấy giờ chuyển biến hết sức mau lẹ, các đơn vị lại đánh theo mệnh lệnh, đánh theo yêu cầu với thời gian hết sức gấp gáp. Nên có Bộ Tư lệnh Chiến dịch đấy mà tư lệnh ở một nơi, chính ủy ở một nẻo, chỉ thống nhất chỉ huy qua máy bộ đàm. Nay chiến dịch đã toàn thắng, các vị mới có dịp gặp nhau mở hội nghị tổng kết chiến dịch. Những nội dung tổng kết chiến dịch chúng tôi sẽ trình bày vào một dịp khác. Cái chính, sau cuộc họp của Bộ Tư lệnh Chiến dịch có 102 này, chúng tôi muốn bàn đến là cuộc gặp gỡ của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 với anh Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, để đề đạt một nguyện vọng, đề nghị Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh cho cả quân đoàn, chứ không phải chỉ có Sư đoàn 325 và Lữ Thiết Giáp 203 mà Bộ giao cách đây 2 ngày, được tiến về phía Nam tham gia các chiến dịch kế tiếp. Vì hiện nay, địch đã củng cố tuyến phòng thủ mạnh từ Phan Rang, Phan Thiết trở vào. Quân đoàn 4 đang gặp khó khăn, chưa dứt điểm được Xuân Lộc. Quân đoàn 2 có khả năng cơ động cao, tại sao không đưa toàn bộ quân đoàn 2 tiến theo đường 1, đánh phá sự phòng thủ của địch ở miền Duyên Hải, chia lửa cho quân đoàn 4, và nếu phá vỡ sự phòng thủ của địch ở phía Duyên Hải, địch sẽ cơ bản mất khả năng tử thủ Sài Gòn. Ngay chúng tôi báo cáo về đề đạt nguyện vọng, anh Tấn tươi cười đáp: ý kiến của các cậu rất đúng, mình cũng nghĩ như thế. Được, mình sẽ ra Hà Nội làm việc. Chiều ngày mùng 5 tháng 4, anh và đồng chí Lê Quang Hòa đã vào lại quân đoàn, thay mặt Bộ Tổng Tư lệnh giao nhiệm vụ chính thức cho quân đoàn 2. Hai anh cho biết Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh và quân đoàn 2 được vào tham gia chiến dịch, tiến quân theo đường số 1, chỉ để lại một sư đoàn ở Trị Thiên làm dự bị. Hai anh Lê Trọng Tấn và Lê Quang Hòa đều được trên bổ nhiệm Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ huy cánh đông, tức cánh đường 1. Sau khi được Bộ Tổng Tư lệnh giao nhiệm vụ chiến đấu mới, nhất là được trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ toàn quân đoàn phấn chấn hẳn lên, lao ngay vào công việc chuẩn bị cho các trận đánh cuối cùng vào sào huyệt giặc, với tinh thần một ngày làm việc bằng 10 năm, 20 năm, tất cả cho chiến đấu, chiến thắng. Suốt đêm mùng 5, rạng ngày mùng 6 tháng 4, cả Bộ Tư lệnh quân đoàn hầu như không ngủ, vừa lập kế hoạch tiến quân, vừa phân công nhau kiểm tra đôn đốc các đơn vị chuẩn bị cho hành quân. Vấn đề nổi cộm nhất trong việc xác lập kế hoạch hành tiến thần tốc lần này là làm sao ngay bây giờ quân đoàn có đủ 1.000 xe vận tải để chuyên chở hàng chục nghìn quân với đầy đủ vật chất trang bị. Đồng thời, làm sao trong vòng 1 đến 2 ngày phải khắc phục được 4 đến 5 chiếc cầu lớn trên đường 1 đã bị địch phá hỏng để phương tiện qua lại được. Về xe cộ, sau khi kiểm tra các đơn vị và làm việc với cấp ủy đảng địa phương, quân đoàn đã nắm chắc 600 xe, 200 xe thuộc biên chế, 200 xe vừa lấy được của địch, 200 xe còn lại do tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng huy động trong dân. Thấy đơn vị vẫn còn khó khăn về phương tiện cơ động, Bộ đã tăng cường cho quân đoàn 2 một sư đoàn ô tô gần 500 chiếc của đoàn 559. Với số xe của Bộ tăng cường, Bộ Tư lệnh quân đoàn 2 đã yên tâm về phương tiện chuyên chở. Tuy nhiên, khi triển khai đội hình, một số xe ô tô của dân quá bé, vận chuyển không được bao nhiêu. Do vậy, gần một nửa sư đoàn 304 lại phải dùng tàu của Bộ Tư lệnh Hải quân chuyên chở theo đường biển. Về đảm bảo đường cơ động cũng khá phức tạp. Sau khi kiểm tra sơ bộ hơn 100 km đường số 1 thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, chúng tôi phát hiện được 4 chiếc cầu lớn đã bị địch đánh phá hư hỏng nặng. Trong khi đó, trong tay quân đoàn chỉ có một tiểu đoàn cầu phà, đủ bảo đảm được 4 phà và 100 mét cầu. Với một đội quân trang bị hùng hậu như hiện có, rõ ràng phương tiện cầu phà của quân đoàn không thể bảo đảm được. Để giải quyết vấn đề hóc búa này, Bộ Tư lệnh quân đoàn lại phải dựa vào 3 giải pháp:
phương tiện của bản thân, của trên tăng cường và huy động địa phương, kể cả nguồn phương tiện lấy trong kho chiến lợi phẩm. Về phương tiện của quân đoàn, như đã nói ở trên, riêng trung đoàn cầu phà của quân khu 4 trên tăng cường cho quân đoàn thì hiện giờ vẫn ở Bắc Sông Danh, khó vào kịp để giải quyết công việc kịp thời. Giữa lúc chúng tôi đang tìm cách khắc phục khó khăn thì may mắn được gặp Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, tư lệnh binh đoàn 559 vào thăm quân đoàn. Qua nghe chúng tôi trình bày và đề đạt nguyện vọng, anh Nguyên tỏ ý thông cảm và nói: việc khắc phục cầu phà đường 1 không chỉ trực tiếp giúp quân đoàn 2 kịp tiến vào tham gia chiến dịch lớn mà cần đảm bảo giao thông giữa hai miền Nam Bắc. Với quyền hạn tư lệnh binh đoàn vận tải chiến lược và với tác phong làm việc vừa cụ thể vừa cương quyết, trưa ngày 6 tháng 4, sau khi nhẩm tính một hồi, đồng chí hỏi tôi: trong căn cứ sư đoàn Ba Địch có cầu Bê Lây không? Tôi trả lời: có. Sau đó tôi sốt sắng đề nghị anh chiều nay cho người đến lấy. Không được, anh Nguyên cắt lời tôi. Bây giờ nếu tối về cho người đến lấy thì sẽ kéo dài thời gian ngay. Ông còn lạ gì cung cách làm việc của mình. Muốn vào quân đoàn phải qua bốt gác trình giấy tờ, gặp được trực ban có thể được giải quyết hoặc phải chờ trên. Vào được bộ tư lệnh có thể gặp ông, cũng có thể gặp người khác. Nhanh nhất cuối ngày mai mới lấy được lệnh xuất kho giao cho mình. Giờ mình và ông vào kho xem có bao nhiêu nhịp cầu và lệnh luôn cho thủ kho và người khác đúng 15 giờ cho xe đoàn 559 vào lấy cầu. Đêm nay bọn mình thi công để đảm bảo sáng mai các ông qua sông Thu Bồn bằng cầu. Hai vấn đề khó khăn trong hành quân đã được giải quyết. Sáng ngày 7 tháng 4, đơn vị đi đầu của quân đoàn xuất phát. Tôi và anh Nguyễn Công Trang, phó chính ủy quân đoàn, phụ trách bộ phận đi đầu với nhiệm vụ. Trong vùng giải phóng, liên hệ với địa phương và các đơn vị bạn bổ sung lương thực, đạn dược, xăng dầu. Trên khu vực có địch thì tổ chức đánh mở đường. Còn nhớ, lúc đến thành phố Quy Nhơn, lượng dự trữ xăng dầu giảm, không đảm bảo cho chặng đường hành tiến tiếp. Tôi vào gặp đồng chí bí thư tỉnh ủy xin bổ sung. Đồng chí hỏi: các đồng chí cần bao nhiêu tất cả? Tôi nói: chúng tôi có 1.500 xe, kể cả xe vận tải, xe chiến đấu và xe công tác. Đồng chí cho chúng tôi mỗi xe 200 lít, tất cả là 300 tấn. Đồng chí bí thư quyết luôn: cứ xuất hết cho các đồng chí bộ đội. Địa phương mình dù sao cũng đã giải phóng rồi, cần tạo điều kiện cho các đồng chí ấy làm nhiệm vụ giải phóng những nơi còn lại. Với tinh thần thần tốc, thời gian là sức mạnh, với sự giúp đỡ tận tình của địa phương, chúng tôi đến Nha Trang ngày 11 tháng 4, không những với đầy đủ sức mạnh ban đầu mà lại được tăng cường thêm. Không một đồng chí nào, một xe nào chịu nằm lại phía sau. Có nhiều xe hỏng hóc dọc đường nhưng bộ đội vẫn tìm cách sửa chữa để đi. Có một chiếc xe tăng khi chiến đấu ở Trị Thiên đã bị bắn thủng nòng pháo. Các đồng chí trong kiếp xe lấy rẻ nút lại chỗ thủng và cho xe đi chiến đấu. Khi phát hiện, tôi cười nói với kiếp xe: chữa nòng pháo theo kiểu này thì không bắn được đâu. Kiếp trưởng thưa: thủ trưởng nói đúng, nhưng thủ trưởng biết đấy, xe tăng đâu chỉ đánh địch bằng pháo mà còn có cả súng máy, xích xe và lựu đạn. Chúng tôi hành quân vào không chỉ để có mặt mà tham gia chiến đấu thực sự. Sáng ngày 12 tháng 4, chúng tôi được lệnh đến gặp đồng chí Lê Trọng Tấn và đồng chí Lê Quang Hòa, tư lệnh và chính ủy cánh đông, tức cánh tiến quân theo đường 1, để nhận nhiệm vụ chiến đấu. Đồng chí Hoàng Minh Thảo, đại diện bộ tư lệnh quân khu 5, cũng có mặt tại đây. Sau khi phổ biến nhiệm vụ của sư đoàn 3 quân khu 5, đảm nhiệm tiến công chính vào Phan Rang, chiều ngày 13 tháng 4, bộ tư lệnh cánh đông đã giao nhiệm vụ cho quân đoàn 2. Trên đường tiến quân về phía Nam, nếu tốc độ tiến công của sư đoàn 3 chậm, quân đoàn sẽ tổ chức một mũi tiến công theo đường 1 đánh chiếm Phan Rang, đảm bảo kế hoạch chung của toàn chiến dịch. Trải qua 2 đêm 1 ngày chiến đấu, sáng 15 tháng 4, sư đoàn 3 mới giải quyết được quận lỵ Du Long và phát triển đến cách thị xã Phan Rang 10 km. Nếu so với trước đây,
Tốc độ phát triển chiến đấu như vậy là khá cao, nhưng nay yêu cầu mở đường gấp đúng theo bước phát triển toàn cục thì không thể chấp nhận được. Đồng chí Lê Trọng Tấn và đồng chí Lê Quang Hòa sau khi thống nhất với đồng chí Hoàng Minh Thảo đã lệnh cho chúng tôi dùng sư đoàn 325 và một tiểu đoàn tăng thực hành tiến công theo trục đường 1, kết hợp sư đoàn 3 tiếp tục tiến công từ hướng Tây và Tây Bắc. Sau khi nhận nhiệm vụ, Tư lệnh Lê Trọng Tấn giới thiệu đồng chí Nam Long, phái viên của Bộ, sẽ đi cùng chúng tôi để giúp đỡ chỉ huy. Đồng chí Nam Long đã cùng tôi chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Lúc đó, anh là đại đoàn phó đại đoàn 304 đi tăng cường chỉ đạo cho trung đoàn 57, mà tôi là trung đoàn phó. Nay tôi là tư lệnh phó quân đoàn, anh là tư lệnh phó quân khu kiêm đặc phái viên của Bộ. Lại một lần nữa, năng tương ngộ. Hai chiến dịch kết thúc hai cuộc chiến tranh, chúng tôi cũng gặp nhau trong chặng đường chiến đấu. Sự đời có cái trùng lập ngẫu nhiên khá thú vị. Tôi và anh Nam Long cùng bộ phận chỉ huy tiền phương quân đoàn đến sư đoàn 325 vào lúc 17 giờ ngày 15 tháng 4. Các đồng chí trong bộ tư lệnh sư đoàn đang cùng cán bộ các trung đoàn bộ binh, pháo binh, cao xạ và tiểu đoàn xe tăng thảo luận và thống nhất hiệp đồng tác chiến lần cuối. Tôi hỏi đồng chí Tâm, tư lệnh sư đoàn về giờ dê, giờ bắt đầu tiến công. Đồng chí Tâm báo cáo, chúng tôi ấn định giờ dê là 4 giờ 30 phút sáng 16 tháng 4. Lý do? Theo chúng tôi, khi cơ động trên đường trời phải tối để hạn chế phi cơ địch đánh chặn. Ngược lại, khi đánh trong thành phố lại trời phải sáng rõ để xe tăng cơ động và phát dương hỏa lực, tránh được các loại súng chống tăng loại nhẹ. Hiện nay, theo trinh sát báo cáo, Sư đoàn 3 quân khu 5 còn cách trung tâm thành phố 3 km. Dự kiến 4 giờ 30 phút tiến công tiêu diệt tiểu đoàn án ngữ vòng ngoài 1 giờ, 5 giờ 30 phút tiến hành thọc vào thành phố và từ 6 giờ chiến đấu trong thành phố là vừa. Chúng tôi cơ bản đồng ý với kế hoạch của sư đoàn, chỉ điều chỉnh giờ xuất phát đầu tiên, trạm điều chỉnh giao thông 1 là 3 giờ, vì từ đây vào tuyến chiến đấu còn 30 km. Tranh thủ chợp mắt cho lại sức, đúng 2 giờ 30 phút, tôi và đồng chí Tâm ra trạm điều chỉnh giao thông để giám sát thời gian và thứ tự hành quân của các khối. Đi đầu là đại đội trinh sát cơ giới ngồi trên xe K63. Tiếp theo là ban chỉ huy trung đoàn 101 và các tiểu đoàn bộ binh, xe tăng và pháo binh. Sở chỉ huy tiền phương quân đoàn, sở chỉ huy cơ bản sư đoàn đi sau 3 tiểu đoàn này. Khóa đuôi đội hình hành quân là 2 tiểu đoàn bộ binh đi xen kẽ với 2 trung đoàn pháo binh và pháo cao xạ. Đúng 4 giờ 30 phút, thê đội 1 bắt đầu tiến công vào tiểu đoàn dù án ngữ vòng ngoài. Chúng tôi dừng xe bên đường số 1 để theo dõi diễn biến và chỉ huy cuộc tiến công. Trận đánh phát triển thuận lợi. Đúng 5 giờ 30 phút, ta đánh tan tiểu đoàn dù. Để ngăn chặn cuộc tiến công của quân giải phóng vào thị xã, tảng sáng 16 tháng 4, trên bầu trời không một gợn mây của Phan Rang, từng tốp máy bay từ sân bay Thành Sơn bắt đầu cất cánh đánh vào đội hình hành quân của ta. Sở chỉ huy của sư đoàn và quân đoàn đi giữa đội hình. Trong vòng 15 phút, bị máy bay địch đánh phá 2 lần. Chúng tôi phải cho bộ đội sơ tán sang hai bên đường để tránh bom đạn và điều động tiểu đoàn pháo cao xạ từ phía sau lên đánh trả. Ngớt tiếng máy bay đánh phá, tôi quan sát bầu trời phía thị xã, bỗng thấy hiện tượng lạ. Hàng mấy chục chiếc máy bay đủ loại, vận tải có, máy bay chiến đấu và cả trực thăng nữa, cùng lúc cất cánh bay cao thấp không theo đội hình. Tất cả bay về phía nam. Đúng là chúng nó chuồn rồi, tôi nghĩ như vậy, và lệnh cho bộ đội lên xe nhanh tiến vào thị xã. Đến gần sân bay, gặp đồng chí Tài, lữ trưởng xe tăng, báo cáo tôi mới rõ. Khi máy bay địch bay ra đánh vào đội hình phía sau, đồng chí không sơ tán mà vẫn tiếp tục cho bộ đội hành tiến. Vào trung tâm thị xã, thấy máy bay địch ở sân bay Thành Sơn nằm phía tây thành phố đang bay ra đánh phá. Đồng chí Tài lập tức cho tiểu đoàn tăng quặt phải tiến vào sân bay, đang mải mê chỉ huy quân lính đi đánh phá. Bọn lính canh và bọn giặc lái
bỗng thấy hàng chục chiếc xe tăng thiết giáp của ta gầm rú, vội vàng nhảy lên máy bay, giành nhau cất cánh chuồn về phía nam. Nhưng hầu hết số máy bay còn lại ở sân bay bị hỏa lực xe tăng ta kiềm chế, đã không cất cánh nổi, chịu bị bắt làm tù binh. Sau khi sư đoàn 325 và sư đoàn 3 quân khu 5 làm chủ thị xã, tôi đã lệnh cho hai tiểu đoàn có 10 xe tăng yểm trợ truy kích bọn địch chạy ra bờ biển Cà Ná. Khoảng 13 giờ chiều, đồng chí Lê Quang Hòa, chính ủy cánh quân phía đông ở đường 1 cũng đã vào thị xã. Khi đây đó còn những vụ chạm súng lẻ tẻ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.